chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Như tiêu đề các bạn đã thấy thì video ngày hôm nay mình sẽ nêu tiếp một số vấn đề để chúng ta có thể trở nên tinh tế hơn trong việc cư xử hàng ngày. Đầu tiên đó là vấn đề mượn tiền. Cơ bản á, thì cái vấn đề mượn tiền đã là một cái vấn đề nhạy cảm rồi. Và người cho bạn mượn tiền á, đó là một người mà cực kỳ có một cái sự tin tưởng đối với mình. Không có ai là rảnh rỗi để mà có sẵn tiền để tới lúc bạn mượn thì sẽ cho mượn cả, nhưng mà họ cũng cho bạn mượn. Đặc biệt là trong cái tình huống mà khó khăn Covid như thế này. Đầu tiên á, đó là mình phải trả đúng hoặc là trả trước hẹn. Đó là một cách để thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với cái người đã cho mình mượn tiền, và nó cũng tăng cái uy tín của mình. Để ví dụ như mà sau này mình cần thì mình có thể mượn lại, tại vì cuộc đời mà không ai biết trước là ta chỉ mượn ngoài đúng một lần duy nhất, sau này sẽ không mượn nữa thì mình nghĩ là không có đâu, tại vì mình là một con người chuyên gia đi mượn tiền nên mình biết. Điều thứ hai á, ví dụ như các bạn mượn tiền á mà bên kia cho các bạn mượn tiền mặt thì cách tốt nhất các bạn cũng hãy trả tiền mặt. Và nếu như các bạn trả bằng cách chuyển khoản thì hãy hỏi với đối phương có đồng ý với cái cách chuyển khoản hay không. Có một số người họ không có xài thẻ ngân hàng. Mình đã gặp một số tình huống là các bạn sợ nếu như mà làm thẻ bỏ tiền vào đó thì sẽ xài nhiều, số tiền phát sinh hàng tháng sẽ bị nhiều, nên là các bạn hay để tiền mặt ra đó và cần thì sẽ xài. Mình trả mà mình muốn trả bằng thẻ thì mình hãy hỏi là các bạn ấy có đồng ý hay không. Và nếu như các bạn ấy đồng ý hãy trả thêm vào đó một cái phần gọi là phí rút tiền nữa. Cái người mà cho mượn người ta sẽ không có đòi, nhưng mà tự giác lúc mà cái số tiền ví dụ như cho mượn đi 300 nhưng mà rút tiền ra còn có 290 mấy nghìn, nó rất là khó chịu luôn á. Thứ ba đó là khi mà mình đi qua nhà bạn chơi, cho dù là thân hay không thân, quen hay là mới quen gì đó, thì nói với họ là xưng hô với cái bên đối diện, gọi phụ huynh, gọi hai bác đó là bác trai và bác gái. Mình nghĩ là nó tinh tế, cái người nghe người ta sẽ cảm thấy là phụ huynh của mình được tôn trọng. Nói chung là lúc mà mình nghe mình cảm thấy nó rất là dễ thương, nó lịch sự, nó không có bị lố quá, nó không có bị vượt xa những cái mối quan hệ bình thường, và nó là một cái cách thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người lớn tuổi. Thứ tư đó là không những mượn tiền mà cả mượn đồ, bất cứ thứ gì, sách vở, quần áo hoặc là bất kỳ một cái gì, tốt nhất là hãy trả trước hẹn và tệ nhất đó là trả đúng hẹn. Và nếu như mà mọi người không thể nào mà xoay chuyển được kịp cái lúc đó thì hãy nhắn cho người ta biết trước, chứ không phải là tới sát ngày rồi bắt đầu xin lỗi rồi yêu này kia. Tại vì một cái món đồ hay là một cái món tiền nào đó cũng vậy, khi mà đưa cho các bạn mượn thì các bạn sẽ phải có thời gian mượn ngày nào, tháng nào và trả vào giờ nào. Thì cái lúc mà món đồ đó hàng về á thì đa số mọi người sẽ có một cái kế hoạch cho nó rồi, chứ ít khi mà bỏ không. Ví dụ như mình cho mượn tiền đi thì tới ngày đó tiền về có cái kế hoạch cho cái tiền nó đi chỗ khác rồi, nên là nếu như mà tới cận ngày và đặc biệt là đúng cái ngày đó hoặc là trễ hơn nữa mà các bạn mới xin lỗi mày này kia á, thì nó tạo cho mình một cái khó khăn, tại vì mình sẽ phải kiếm tiền ở chỗ khác để bù vô cái những cái mà mình đã tính trước. Và điều cuối cùng trong video này, mình mong video này thật sự ngắn gọn thôi, đó là nếu như mà mọi người muốn hẹn một ai đó thì hãy báo trước trừ khi các bạn cực thân và các bạn đã xảy ra cái tình huống quá nhiều và hai bên đồng thuận với nhau, như là có một cái cam kết là mày cứ gọi tao lúc nào mày cần đi, nếu như mà lúc tao rảnh tao sẽ tới, không thì thôi, còn lại tất cả mọi mối quan hệ đều phải báo trước. Nhiều khi mình nhìn á, mình nghĩ là nhỏ đó nó đâu có làm gì đâu, nó hàng ngày nó chỉ đi làm gì đó rồi tối về nó ngủ, nó xem phim, nó chơi vậy thôi, thì lúc nào mình cần mình gọi cũng được. Nhưng mà không phải, thường á thì một ngày á đã được sắp xếp trước từng cái khung giờ cho từng cái công việc nhất định rồi, nên là khi mà chúng ta báo sát giờ quá thì nó là một cái cách thể hiện sự không tôn trọng đối với cái người mà chúng ta thông báo, người mà chúng ta muốn mời đi chơi, uống cà phê hay gì đó. Chúng ta phải báo cho họ ít nhất đối với mình, ví dụ như mình đi có một cái việc gì đó thì tốt nhất là báo trước cho mình 1-2 ngày, tại vì mình còn phải sắp xếp những công việc sau đó. Còn không á, tệ nhất cũng phải gọi trước mình 2 tiếng để mình có thể quay việc được, sắp xếp được, chứ không phải là đùng một cái êm này mình nói muốn sao đi chơi không. Thì đa số là những tình huống đó mình sẽ không đi, mình sẽ không chấp nhận, trừ những tình huống thật sự là cấp bách thôi. Mình nghĩ là thời gian của ai cũng là vàng bạc, thời gian của ai cũng là quý giá, và không có ai, không có bất kỳ một ai mà người ta có thể sẵn sàng rảnh rỗi, hay là cho dù người ta có rảnh thật, nhưng mà các bạn cũng phải cho họ thời gian để ra đường, để tắm rửa, chải chuốt, gội lại cái đầu hai ngày chưa gội hoặc là gì đó. Đặc biệt là các bạn nữ, cái đường không phải là êm cho nửa tiếng ra đường là được đâu. Mình cảm thấy là mình ra đường mình chỉ cần trong cái áo và cái quần thôi, nhưng mà lúc nào cũng hơn nửa tiếng cả. Nên là đối với mình, những cái mà nó quá gấp rút thì mình cảm thấy nó không có được thuận tự nhiên lắm, và mình cảm thấy nó không có được thoải mái cho lắm, và thường thường những cái không thoải mái thì mình sẽ không làm. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ gặp nhau vào mỗi tuần, và mọi đóng góp ý kiến của các bạn để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.